chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chương trình đội hình bắt chữ của chúng ta đã sẵn sàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị. Mỗi khi chúng tôi nghe được những tràng vỗ tay của quý vị thì cái niềm phấn khởi, cái sự phấn khích nó lên rất là cao. Và cụ thể trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng chào đón ba người chơi. Đó chính là bạn Tiến Hưng. Vâng. Tiến Hưng là một người rất hiền lành và hết lòng vì bạn bè. Người thứ hai đó chính là bạn Tú Anh. Trông thì xinh đẹp thế này nhưng mà quay trở lại chương trình với một tinh thần đó là phục thù lần trước. Đơn giản là vì lần trước là em được lên hình có 7 phút mà thôi. Người cuối cùng đó chính là bạn Lương Sơn. Bạn Lương Sơn sở thích là câu cá. Một trong những lý do bạn lên chương trình đó là chứng minh cho vợ thấy rằng là không, anh không chỉ đẹp trai mà còn đuổi hình bắt chữ rất giỏi. Không biết cụ thể thế nào, chúng ta cùng xem đã. Thưa quý vị và tất cả các bạn, ba người chơi họ đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ đuổi hình bắt chữ ngay bây giờ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi đặc biệt xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ, một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta bắt đầu phần thi thứ nhất của đuổi hình bắt chữ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ba người chơi bạn Tiến Hưng, Tú Anh, Lương Sơn. Lúc vừa rồi ở phía hậu trường thì tôi thấy các bạn nhẩm cái phần giới thiệu rất là kỹ. Nhưng mà tôi loáng thoáng tôi nghe lén được thì ba bạn có cái phần giới thiệu gần giống nhau. Thành ra là tôi nghĩ rằng là để tôi giới thiệu với các bạn giống như phần đầu là tốt hơn cả. Ý bạn Lương Sơn thế nào? Thực ra thì vừa rồi ba người chơi chúng em cũng có phối hợp với nhau nghĩ ra một kịch bản nhỏ nhỏ. Đầu tiên thì em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Văn Sơn. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Hiện tại em đang công tác tại công ty cổ phần nội thất HPL. Thì em hôm nay đến chơi chương trình với tinh thần là quyết chiến, quyết thắng và được sự ủng hộ của gia đình cũng như là các bạn bè đồng nghiệp đặt mục tiêu cho em rất cao. Bạn bè thì bảo là làm sao chiến thắng mang về khao cả công ty ba nồi lẩu. Hy vọng là bạn sẽ đạt được điều đó. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. Thế ba bạn phối hợp với nhau là như thế nào? Em thì với tinh thần là quyết chiến quyết thắng. Rồi. Còn bạn Tú Anh? Em là vui là chính ạ. Vui là chính. Còn em là quà là chủ yếu ạ. Quyết thắng, vui là chính, quà là chủ yếu. Nghe có vẻ gắn kết nhưng mà mỗi người một mục đích. Mỗi người một mục đích thế này thì ban đầu ấy, khi chưa có quyền lợi thì thường là gắn kết với nhau lắm. Thề non hẹn biển lắm, cắt máu ăn thề lắm. Nhưng đến khi động chạm đến quyền lợi, tí nữa xem nhấn chuông và trả lời tiền thưởng thế nào chúng ta biết ngay. Đúng không bạn Hưng? Đúng ạ. Đúng rồi. Nào, bạn sẵn sàng chưa hay là bạn cũng muốn giới thiệu? Em sẵn sàng rồi ạ. Vâng, bạn Tú Anh thì sao? Em sẵn sàng ạ. Tôi nghĩ rằng bạn nên chia sẻ một chút gì đó cảm xúc với quý vị khán giả. Thành thực với anh Xuân Bắc là cảm xúc bây giờ của em là vẫn hồi hộp như lần đầu tiên. Đúng rồi, là bạn đã bận việc và bạn về trước. Đúng, em bận việc ạ. Rất bận luôn ạ. Hôm nay thì chúng tôi bỏ hẳn cái việc đấy rồi. Vâng. Bận cũng không cho về. Mà bạn chú ý nhá. 10 miếng ghép, mỗi miếng ghép là một hình. Mỗi hình là một câu. Đáp án của chúng ta là những câu nói quen thuộc, những vật dụng quen thuộc, tên một bộ phim hoặc một bài thơ hay. Là những thứ mà nhìn chúng ta có thể tư duy đến nó ngay. Các bạn cứ suy nghĩ đến khi ai cho rằng mình tìm được đáp án đúng thì nhấn chuông để trả lời. Trả lời đúng sẽ có 300.000 đồng. Còn trả lời sai, hai người còn lại sẽ có 10 giây để trả lời. Mỗi người chỉ được trả lời một lần. Chuẩn bị. Hướng lên màn hình. Một tràng vỗ tay để miếng ghép thứ nhất mở. Xin mời. Mời bạn Tú Anh. Em Tú Anh là, em xin trả lời là trường đua. Trường đua, đáp án chính xác, xin chúc mừng. Nơi luyện tập đua ngựa hay là đua xe đạp hay là mô tô. Trường đua, mời bạn. Miếng ghép thứ hai.
Mời bạn Sơn. Đáp án em là ma thuật. Ma thuật, không thể sai được, đó chính là ma thuật. Tôi xin khẳng định là mở đầu là hai miếng ghép có thể nói là rất đơn giản. Mời bạn Lương Sơn dành tiền thưởng. Miếng ghép thứ ba còn đơn giản hơn nữa. Mời. Gì đấy? Dễ quá, cái gì? Nó đang làm gì? Tên một loại. Mời bạn Lương Sơn. Đáp án của em là đèn sợi đốt. Bạn có chắc chắn không? Đã, chắc chắn ạ. Chắc chắn, vâng, chắc chắn chúng tôi sẽ tặng tiền thưởng cho bạn. Đèn sợi đốt là chính xác. Đèn sợi đốt, ở trong lõi của nó là dây Wolfram. Wolfram. Dây khí chơi bên trong. Đúng rồi, khí chơi bên trong. Đèn sợi đốt là để phân biệt với đèn huỳnh quang, đèn neon và bây giờ còn có cả đèn LED. Vâng. Đèn sợi đốt là chính xác. Miếng ghép thứ tư. Xin mời. Đây không phải súp nha. Đây là con gì, nó có cái gì trên đầu này? Xin mời bạn Tú Anh. Em sẽ trả lời là ma nơ canh ạ. Ma nơ canh, hoàn toàn đúng, đó là ma nơ canh. Miếng ghép thứ tư cũng vẫn là miếng ghép đơn giản. Dễ. Mời bạn. Bạn Tiến Hưng có lo không đấy? Em đang hơi run một tí anh ạ. Cứ bình tĩnh thôi nhé, cứ bình tĩnh. Ma nơ canh là những tượng hình người bằng nhựa hoặc là bằng thạch cao, hoặc là bằng những chất liệu hợp lý, đôi khi là bằng sắt nữa, và để mặc những cái bộ trang phục quần áo lên làm mẫu để bán. Miếng ghép thứ 5. Mời bạn Tú Anh. Em sẽ trả lời là số học ạ. Số học, chính xác, đó là số học. Này bạn Tú Anh luyện tập gây gớm đấy. Lần trước một bạn thi như thế này có phải là gia đình không có việc bận đột xuất không? Vâng. Số học là một phân nhánh toán học lâu đời nhất và sơ cấp nhất, được hầu hết mọi người thường xuyên sử dụng trong công việc hàng ngày. Số học. Xin mời. Miếng ghép thứ 6. Mời bạn Tiến Hưng. Theo em là hộp đường. Không phải. Còn 10 giây cho hai bạn. Mời Tú Anh. Em đang là mở đường ạ. Hoàn toàn đúng, đó là mở đường. Mở đường, nghĩa đen là tạo ra một lối đi, tạo ra một đường đi. Mở đường, hoàn toàn chúng ta cũng có thể hiểu là tạo ra một xu hướng mới, thuận lợi cho một quá trình hoạt động nào đó. Hoặc chúng ta tạo ra một cái cách mới để tiếp cận một vấn đề nào đó, cũng được gọi là mở đường. Xin mời. Miếng ghép thứ 7. Cũng là một câu dễ. Mời bạn Lương Sơn. Đáp án của em là văn phòng. Văn phòng, làm sao mà sai được? Có chứ. Mời bạn một cái lẩu loại chung. Cảm ơn. Xong rồi đấy. Thế này là anh em bạn bè là xong rồi đấy. Thoải mái rồi anh ạ. Thoải mái rồi, nhưng mà đây cũng chỉ là phần cứng thôi. Còn vâng, thêm rau riếc các thứ. Chắc phải thêm còn phần của gia đình nữa. Đúng rồi, làm chay rượu cho riếc anh em nó chữ đình hả? Rực rỡ. Văn phòng, bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chính trong một cơ quan. Ngoài ra văn phòng cũng là ý nói là một nơi làm việc của một ai đó. Miếng ghép thứ 8. Tiến Hưng cố gắng lên, vỗ tay cho bạn Tiến Hưng. Đây là Mời bạn Hưng. Em là nhà thi đấu ạ. Nhà thi đấu đáp án chính xác, đó là nhà thi đấu. Nhà thi đấu, khuôn viên được xây dựng chuyên dùng để thi đấu các môn thể thao. Mời bạn. Miếng ghép thứ 9. Bạn Thu Anh. Em sẽ trả lời là nước rửa bát. Tôi biết ngay mà hơi vội vàng. Chưa chính xác. Gì nào? Không phải nước rửa bát mà là... Xin mời bạn Lương Sơn. Thêm vậy là nước rửa chén ạ. Hoàn toàn đúng, đó là nước rửa chén. Thực ra là nước rửa chén hay nước rửa bát đều có thể sử dụng để dùng để rửa chén hoặc rửa bát. Thậm chí là rửa nồi niêu, xoong chảo vân vân.
Mời bạn. Miếng ghép thứ 10, miếng ghép cuối cùng trong phần thi này. Mời bạn Tiến Hưng. Đáp án của em là trống trải ạ. Chính xác. Trống trải, trống hoàn toàn, không có gì che chắn ở xung quanh hoặc thiếu đi những cái thường có ở bên trong. Trống trải. Mời bạn. Thưa quý vị, phần thi thứ nhất kết thúc rất nhanh. Tất cả các miếng ghép, tất cả các hình vẽ đã được có đáp án. Bạn Lương Sơn đang có 1.200.000 đồng tiền thưởng. Chúc mừng bạn. Bạn Thu Anh cũng 1.200.000 đồng. Tiến Hưng thì sao? 600.000 đồng là số tiền thưởng của bạn. Nào bạn Thu Anh, phần 1 bạn thấy thế nào? So với những kỳ trước thì đỡ căng thẳng hơn ạ. Và hai bạn đối thủ cũng rất là đáng gờm đấy ạ. Đặc biệt là anh Sơn ạ. Đúng rồi, Sơn là ghê gớm đấy Sơn ạ. Thực ra thì cũng hai bạn cũng nhanh tay, rất là nhanh tay nhanh mắt. Một số đáp án thì em cũng nghĩ ra, nhưng mà thực ra là hơi có khả năng là em tuổi già hơn hai bạn nên là không bây giờ bạn đang có 1.200.000 đùa làm sao được. Bạn cũng là đứng trong top 2 của những người dẫn đầu điểm. Thế có 3 người bạn đứng trong top 2 thế là oách lắm rồi. Bạn là Lương Văn Sơn, 29 tuổi, sở thích là câu cá. Dạ vâng. Thành tích lớn nhất trong đời là câu được con cá to bao nhiêu? Thực trên thực tế thì em chỉ câu con cá 3 cân thôi. Nhưng mà ngẫm ly ngẫm lại thì em đã câu con cá 48 cân. Con cá này thì biết nấu cơm, biết giặt giũ và làm việc nhà. Có cả con cá đấy. Vâng ạ. Bình và thường con cá đấy thì cũng có một điều đặc biệt, đó là cuối tháng đi làm về thì phải nộp tiền lương cho con cá đấy. Cái con cá đấy. Con cá đấy thì cái tình trạng bơi lội nó thế nào? Ra thì sống trong môi trường gì? Môi trường không khí anh ạ. Thế thì con cá này là bị đột biến đấy nhá. Đột biến cực kỳ đặc biệt đấy. Và đấy là bạn câu bằng mồi gì? Quan trọng đây này. Thực ra thì câu mồi thì có nhiều loại mồi lắm ạ. Có thể là mồi trà đá này. Đúng rồi. Mồi trà sữa. Mồi đẹp dai cũng là mồi đấy. Đúng, mồi dai cũng là một loại mồi đặc biệt nhất anh ạ. Đúng rồi, mồi đặc biệt. Nhưng đấy. Mà còn một loại mồi nữa đó là những lời ong tiếng mật. Thì em không được khéo cho lắm. Tuy nhiên cá vẫn cắn câu. Cũng không hiểu vì sao. Con cá nó dễ tính với bạn. Có thể là nó dễ tính. Tôi có lẽ nói đến đây thì ai cũng hiểu cái con cá mà bạn Lương Sơn đang cảm thấy rất hạnh phúc khi câu được. Cá đấy với tên bình thường thì gọi là cá. Vâng. Nhưng mà tên giao dịch trong xã hội thì gọi là vợ. Bạn đã xây dựng gia đình được lâu chưa? Em xây dựng gia đình được hơn 2 năm rồi. Và hiện tại hai vợ chồng em đã có một cháu nhỏ được 1 tuổi rưỡi. Vâng. Cháu bé gái rất kháu khỉnh ạ. Bình tĩnh nhá. Câu trên của chúng ta có một cái là số học. Tức là tôi số thì tôi không giỏi lắm, nhưng mà cộng trong phạm vi 100 là tôi cộng được. Cưới nhau được 2 năm mà có con 1 tuổi rưỡi. Tôi tính toán, tôi chỉ nhầm thôi. Đâu? Tụi anh nhầm hộ tôi cái. Chính xác em vừa nói là hơn 2 năm anh. Hơn 2 năm gì? 2 năm mà có con 1 tuổi rưỡi. Hưng có gia đình chưa? Dạ em chưa ạ. Bạn Thu Anh có gia đình chưa? Em chưa. Thế thì hỏi khó rồi, vẫn hỏi Sơn thôi. Thực ra thứ thật thì là vợ chồng em kết hôn tháng 1 năm 2016. Thì tính bây giờ là cũng gần 2 năm rưỡi rồi. Rồi. Vâng. Cháu sinh tháng mấy năm nào? Dạ cháu cháu sinh ngày 17 tháng 2 năm 2017 ạ. 17 tháng 2. Cưới tháng 1 năm 2016. Vâng. Sinh 17 tháng 2. Theo lịch trình là chuẩn, cũng không có gì ấy đâu. Thì tôi xin lỗi. Không gì bất thường đâu. Chúc gia đình bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Vâng, em xin cảm ơn anh. Bạn Dương Thị Tú Anh, sở trường là ngoài khả năng chịu đựng khá tốt, vẫn chưa phát hiện ra sở trường nào nữa của bản thân mình. Tự nhận thấy bản thân là người rất đơn giản, dễ tính, dễ chiều, dễ dàng hài lòng. Bạn Tiến Hưng, bạn đánh giá thế nào về những cái đặc điểm này của cô gái rất xinh đẹp bên cạnh bạn? Với một tính cách là dễ hài lòng thì em thấy là cũng có khả năng để là mục tiêu của mình. Tú Anh thấy thế nào khi bạn Tiến Hưng nói thế? Đầu tiên thì em thấy rất vui ạ. Ừ. Tại vì là có người để ý đến em.
Có người biến em thành mục tiêu của họ. Vâng. Thế nếu như họ tấn công thì theo em thì em sẽ đáp trả bằng cái thái độ thế nào? Thì em thì vẫn như em nói là em rất dễ hài lòng ạ. Thì em cũng dễ mến ạ. Xong rồi đấy. Tiêu chí của người phụ nữ trong đời của bạn Tiến Hưng. Tiêu chí của em đó là hiền lành và dịu dàng ạ. Đôi khi là hiểu mình một chút. Đôi khi hiểu thôi hả? Vâng, chỉ cần đôi khi thôi ạ. Bạn cứ có gia đình đi, bạn biết hiểu thường xuyên còn cảm thấy không hiểu gì. Bây giờ đôi khi thỉnh thoảng hiểu. Đơn giản có vậy thôi. Đơn giản. Về nhan sắc thì thế nào? Nhan sắc thì cũng cần xinh xắn một chút ạ. Kiểu như thế nào? Kiểu như là... Đó. Thế nào cụ thể hơn? Đó. Hiểu rồi đấy. Bạn Lương Sơn là hiểu rồi, có kinh nghiệm nó khác. Bạn Tú Anh, tiêu chí của người đàn ông trong đời? Em thì cần một người trưởng thành, hiền lành, tâm lý ạ, và đặc biệt là phải có trách nhiệm với gia đình. Rồi. Bạn Hưng tự đánh giá mình có phải là người hiền lành không? Em thì em có viết ở trong bản đăng ký là em là người hiền lành đấy anh ạ. Đúng rồi, hiền lành đây tôi thấy rồi, hết lòng với bạn bè rồi. Đúng rồi ạ. Bạn có hết lòng, chỉ hết lòng với bạn bè hay cả gia đình nữa? Cả gia đình nữa anh ạ. Đương nhiên rồi, với cả gia đình đấy chứ. Bạn có tâm lý không? Dạ có ạ. Thế xong rồi. Xong rồi, đủ chưa bạn Sơn? Đủ rồi ạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Tôi đùa vậy thôi. Đến với chương trình Đuổi Mắt Chữ thì chúng ta cứ chia sẻ với nhau cho thật vui. Bạn Thu Anh thì rất dễ vừa lòng, hài lòng. Còn bạn Tiến Hưng thì đại ý là đối tượng theo kiểu là đúng rồi đấy. Bạn Tiến Hưng đang có 600.000 đồng. Số tiền thưởng của bạn là ít nhất so với hai người còn lại. Bây giờ sẽ là lúc bạn cần phải cố gắng nhiều hơn bên cạnh hai người mà sẽ không nương nhẹ cho bạn. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Đợt trao thưởng đầu tiên cho 3 người chơi vào vòng siêu tốc của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ đã được bình chọn thông qua like và chia sẻ trên fanpage của chương trình đã có kết quả. Giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đã được trao. Quý vị và các bạn quan tâm và yêu thích chương trình hãy truy cập fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ THHN để cùng like và chia sẻ những clip mà mình yêu thích. Và thưa quý vị, một tràng vỗ tay, phần thi thứ hai bắt đầu. Chín hình vẽ nhỏ, một hình vẽ lớn. Mỗi hình vẽ nhỏ có giá trị 500.000 đồng. Các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Ai tìm được đáp án đúng sẽ có tiền thưởng tương ứng và mở chi tiết của miếng ghép thứ 10 được quyền trả lời. Suy nghĩ trả lời một lần trong vòng 5 giây. Nếu đúng sẽ có 3 triệu đồng tiền thưởng. Nếu sai chúng ta lại đi tiếp. Sẵn sàng? Sẵn sàng. Đây là gì? Mời bạn Lương Sơn. Đáp án của em là đĩa đệm. Đĩa đệm, đáp án chính xác. Đó là đĩa đệm. Cấu trúc bằng sụn và sợi có dạng hình đĩa nằm ở giữa các đốt sống. Đó là đĩa đệm. Mời bạn. Mở chi tiết. Em chưa đáp án ạ. Miếng ghép thứ hai. Em chưa có câu trả lời ạ. Tiếp tục. Gì đây? Mời bạn Sơn. Đáp án em là thư lục ạ. Chưa chính xác.
Gần đúng rồi, cố gắng lên. Cái gì kia? Đúng rồi, gần đúng rồi. Không phải thư mà là cái gì nó hành động chính ở trên này. Mời bạn Hưng. Theo em là lục bút. Không phải, chưa chính xác. Trời ơi, dễ mà. Không phải thư lục, không phải lục bút, mà là tài liệu bằng văn bản về các tình tiết của một vụ án nào đó, chúng ta gọi là cái gì nó đang hoạt động chính ở trên hình vẽ của chúng ta? Cái bút ạ. Đáp án là... Mời bạn Tú Anh. Em thưa anh là bút lục ạ. Hoàn toàn đúng. Bút lục là tài liệu bằng văn bản về các tình tiết của vụ án. Bút lục. Mời bạn. Mở. Em không có trả lời ạ. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ 3. Mời bạn Sơn. Đáp án của em là nhà thuyền ạ. Hoàn toàn đúng, đó là nhà thuyền. Nhà thuyền. Đó là những cái thuyền to. Thuyền có hình ngôi nhà. Vâng, và ở trên có hình ngôi nhà. Du lịch trên sông. Vâng, chính xác. Nhà thuyền. Mời bạn. Mở. Chi tiết. Phải là hình giữa cơ. Đáp án em là cam trường. Đoán đây là quả cam. Trông giống giống. Vâng, chưa chính xác. Miếng ghép thứ 4. Mời Tú Anh. Em thưa anh, em trả lời là lông hồng. Chưa phải. Tiếp tục. Mời bạn Tiến Hưng. Em là lông bông ạ. Lông bông, hoàn toàn đúng, đó là lông bông. Lông bông không ổn định, nay đây, mai đó, không cụ thể. Xin mời. Tiến Hưng, có 5 giây để suy nghĩ sau khi mở chi tiết. Nhấn chuông lên mở. Ba, hai, một. Theo em là lửa chạy. Không đúng. Miếng ghép thứ 5. Mời bạn Tú Anh. Em sẽ trả lời là chỉ giáo ạ. Hoàn toàn đúng, chỉ giáo. Chỉ giáo cũng là một cách gọi khác của việc dạy bảo. Chỉ bảo. Mời bạn Danh Thiên Thường. Mở. Năm. Em sẽ trả lời là... Ba. Hỏa thắng. Không đúng. Miếng ghép thứ 6. 500.000 tiền thưởng sẽ thuộc về ai? Mời bạn Tú Anh. Em sẽ trả lời là mật gấu ạ. Không đúng. Mời bạn Tiến Hưng. Theo em là mật báo ạ. Mật báo, hoàn toàn chính xác, đó là mật báo. Bí mật báo cho biết thường là những tin tức rất là quan trọng. Xin mời. Mở. Câu trả lời của em là hỏa tốc ạ. Hỏa tốc. Sao bạn Sơn? Thực ra em cũng đoán ra đáp án rồi. Cái câu vừa rồi thì thực ra em bấm chuông nhưng không thể lên. Đấy là bởi vì người khác lên rồi, mình không lên nữa. Nhưng mà bạn nghĩ rằng hỏa tốc là đúng à? Dạ vâng ạ, em cũng cùng đáp án với bạn Tiến Hưng. Cùng đáp án với Tiến Hưng, bạn Thu Anh thì sao? Em cũng nghĩ thế nhưng mà em vẫn hy vọng là sai. Hỏa tốc là đáp án chính xác, chúc mừng Tiến Hưng. Đây gọi là tầm ngầm mà đấm chết voi. Ở phần đầu bạn thi không có gì nổi bật. Nhưng ở phần thứ hai bạn đã có những cái bước bứt phá, cộng thêm cho bạn 3 triệu đồng tiền thưởng. Vâng. Phải nói rằng bạn Lương Sơn và bạn Tú Anh chơi cũng rất hay. Nhưng mà cái miếng ghép thứ 10 ấy, nó cái tiền thưởng nó lớn quá. Thành ra là nó làm loại trừ hết tất cả. Và đây cũng là phần gọi là
và tạo ra những cái khác biệt, biết cái đúng rồi, cái cung bậc cảm xúc dương, cứ đang hy vọng thế này nhưng nó lại là thế kia. Bạn Lương Sơn đang có 2.200.000 đồng, Tú Anh đang có 2.200.000 đồng. Hai bạn vẫn ổn định đi từ vòng 1 đến vòng 2 bằng điểm nhau, nhưng riêng Tiến Hưng thì đang có 4.600.000 đồng. Xin chúc mừng. Xin mời Tú Anh và Lương Sơn sẽ nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Xin mời các bạn. Xin gửi tặng bạn. Xin gửi bạn. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu, cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Đợt trao thưởng đầu tiên cho 3 người chơi vào vòng siêu tốc của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ đã được bình chọn thông qua like và chia sẻ trên fanpage của chương trình đã có kết quả. Giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đã được trao. Quý vị và các bạn quan tâm và yêu thích chương trình hãy truy cập fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ THHN để cùng like và chia sẻ những clip mà mình yêu thích. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt trong vòng 3 của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Bạn Tiến Hưng là người sẽ đối diện với máy tính trong vòng 60 giây và trả lời được những câu hỏi mà do chính bạn lựa chọn. Nếu trả lời được 5 câu, bạn sẽ có cơ hội giành được số tiền thưởng rất lớn của chương trình. Ngoài ra, bạn là Tiến Hưng cũng có cơ hội giành được những phần quà vô cùng đặc biệt của chương trình gửi tặng tới cho bạn. Vâng, tâm trạng của bạn bây giờ thế nào? Em cảm thấy khá là thoải mái anh ạ. Thoải mái nhá. Vâng. Bạn hãy để ý lên màn hình. Chúng ta sẽ có 15 hình vẽ và mỗi hình sẽ là một câu và câu đó gọi là câu đáp án của chúng ta. Nhiệm vụ của bạn là phải trả lời đúng đáp án thì bạn mới ghi được điểm. Bạn hãy leo lên tầng, tới tầng 5, ô số 15 là đỉnh cao nhất của chương trình. Tương ứng với mỗi tầng, số tiền thưởng sẽ là 1, 2, 3, 5 và 30 triệu đồng. Ô số 11, phần thưởng đặc biệt. Hôm nay, bạn có cơ hội giành được. Tuần này, người chơi sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng là bộ trang sức đá Topa từ công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải trị giá 13 triệu 300 nghìn đồng. Đá Topa đem lại cho người sở hữu sự thông tuệ, may mắn và sức khỏe. Bộ trang sức đá Topa được Bảo Tín Mạnh Hải lên ý tưởng chế tác từ hình ảnh giọt nước mát lành, trong trẻo giữa lòng đại dương bao la, mang vẻ đẹp hòa quyện của sắc xanh đá Topa và sắc trắng lấp lánh của những viên kim cương nhân tạo bao quanh. Bảo Tín Mạnh Hải chúc bạn may mắn nhận được phần thưởng giá trị này. Bạn thích chứ? Em thích ạ. Vâng. Và bây giờ là lúc một tràng vỗ tay để 60 giây bắt đầu, thưa quý vị. Nào, hãy lựa chọn. Ô số 1 ạ. Số 1, xin mời. Rất dễ. Cân mực ạ. Chưa chính xác. Mực cân. Không đúng. Ý nói những người làm trọng tài. Cầm cân nảy mực. Cầm cân nảy mực, chính xác. Mời bạn lên tầng 2. 7. Ô số 7. Đây là gì? Gì giỏ, đây? Giỏ. Giỏ gì? Nhặt những cái nhỏ thành một cái lớn. Gốc. Gần đúng rồi. Góp gió thành bão. Góp gió thành bão, hoàn toàn đúng. Mời bạn. 1-1. Ô số 11. Đương nhiên rồi. Bạn còn 15 giây nữa. Đây gạo, là gạo nước, gạo nước. Không phải. Gạo đi trước nước đi sau. Gần đúng rồi, gần đúng rồi. Gạo trước nước sau. Đựng vào cái gì? Đựng vào cái gì? Nghe nghe này. Đúng rồi.
Bạn gạo đi trước, bạn nước đi sau. Không đúng. Không phải gạo. Không phải bát gạo. Cơm. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Không phải gạo. Rồi ôi, đây bạn xem nhá, bạn xem. Ôi trời ơi, sao cũng tùy. Một tí nữa thôi đúng không? Ôi. Không sao. Nào. À, chúng ta cùng xem tổng số tiền thưởng bạn có. 6.600.000 đồng, xin chúc mừng. Mời bạn nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Có vẻ như đầy đối tiếc đúng không? Em quá tiếc luôn ạ. Quá tiếc, tôi cũng tiếc. Chúng tôi lâu lâu rồi không được trao quà tặng đặc biệt cho người chơi. Chúng tôi luôn mong muốn. Còn đây cũng là một món quà đặc biệt. Nhưng dạ, mà trao cho tất cả những ai tham gia chương trình. Dạ. Xin gửi bạn, chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công. Xin dạ, cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Dạ. Chúc anh Xuân Bắc mạnh khỏe và công tác tốt ạ. Dạ. Chúc cho nhà đài luôn luôn phát triển. Thưa quý vị, thật tiếc cho người chơi đã không trả lời được ô số 11. Giá mà thêm khoảng 45 giây nữa và tôi gợi ý kỹ càng thì chắc chắn là bạn sẽ có được phần thưởng đặc biệt này. Nhưng đội hình bắt chữ là như vậy. Có những khi tưởng là tìm được đến đáp án rồi nhưng lại không đúng. Có những lúc mà mình nói gọi là hơi vơ với một chút thì lại đúng. Cụ thể trong trường hợp này bạn đã không có được cái sự may mắn ở câu số 11. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình đuổi hình bắt chữ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đón xem đuổi hình bắt chữ. Phương Thảo. Và em mong rằng sự trở lại này sẽ có sự khác biệt so với các lần trước ạ. Đức Ngọc. Vì yêu Xuân Bắc nên mò lên chơi. Khánh Ly. Rất mong mọi người sẽ cổ vũ cho bọn mình em thôi ạ. Mong rằng chỉ thôi. Ba người chơi với ba cá tính khác nhau. Họ sẽ thể hiện phần thi của mình thế nào để giành quyền vào vòng siêu tốc. Đáp án chưa chính xác. Em thưa đây là Hành Hương ạ. Hành Hương. Một tràng vỗ tay cho Phương Thảo. Chỉ mặt đặt tên ạ. Hoàn toàn đúng. Đấy là tên. Đón xem đứng bắt chữ phát sóng vào 19:50 thứ bảy, mùng 3 tháng 11 năm 2018 trên kênh 1 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.